Vâng, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Z2 Tiểu Long Thư Ký, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay thì bây giờ đang buổi tối thì chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ. Và hiện tại thì Long đang vận thiêu ở bên server Địa Long anh em ạ, server mới. Hiện tại thì cái arc này đơn côi lọc lõng thì là không có Ngami Book các bạn. Ngami kiếm của Long này bên ở bên Hưng Khánh cơ đây này anh em này. À bên Quỳnh Kết, mà cái arc này đang vận thiêu thì ở bên Hưng Khánh. Đấy, để tuần sau Long sẽ chuyển phe anh em ạ. Long mới vào bên Hưng Khánh nên không chuyển được. Đấy, rất là nguy hiểm. Có người cướp rồi anh em ơi. Không biết là có người cướp rồi anh em ạ. Đừng coi lọc lõng của mình. Có bạn ngang đi kiếm đi cùng nhưng mà bạn ấy bảo là không bút được, chắc là lạ. Thế bây giờ có nghĩa là chúng ta sẽ đi đường tắt anh em. Chúng ta sẽ đi đường này vậy. Hy vọng là không ai cướp anh em ơi. Có ai nhắn tin? Đang vận tiêu. Đang vận tiêu. Chắc là bây giờ là đang giờ chiến trường anh em ạ. Chắc là không ai cướp đâu. Long đoán vậy. Bởi vì là mọi người đang cày điểm quân công rất là nhiều. Mà Long không thèm để cày điểm quân công. Long cày sau các bạn. Vẫn rất là lâu nhưng mà không có đúng nào. Không biết là Ngami của bạn này tại sao đấy. Akemi anh đâu? Xong rồi ác em bỏ vô bang. Tí nữa đang vận tiêu. Chán thật, không có Ngami đúng là chán thật nhá. Bên Quỳnh Kết. Bên Quỳnh Kết. Vận đầu vãi. Bây giờ là tranh thủ lọng vận một cái tiêu anh em ạ. Vận làm nhiệm vụ 10 vàng, ok. Lâu lắm anh em ạ. Ô, tiêu đâu ạ? À? Đang mải treo anh em. Đấy, không ai cướp anh ạ. Đa số là không có Ngami anh em ơi. Cái ác bên này thì có Ngami nhưng mà thôi, không cần. Để Long cho một số giàn áp phụ rồi đã. Cho giàn áp phụ vào để VT làm nhiệm vụ. Và là chả biết có nhiệm vụ vận tiêu hay cướp tiêu không, nó cũng chả để ý luôn. Thử cho một áp về. Thử cho một áp về nhận nhiệm vụ này. Cướp tiêu. Nhiệm vụ cướp tiêu nhỉ. Rồi ok, thế là chúng ta đã xong rồi. Vẫn tiêu xong một ác anh em ơi. Rồi chúng ta giao tiêu. Rồi chúng ta vẫn tiếp cái tiêu nữa anh ạ.
chia thì 30 vàng. 30 vàng cũng lấy anh em ạ. Bần đầu vãi tè. Đúng là không có đâu. Không có Nami. Tắt đi. Đâu quá nhầm à? Thế nào? Cho hết vào đây nha mọi người. Cho hết vào đây. Đấy. Làm dọc này. À, dư nó cung. Dư nó cung chưa vào nhiệm vụ bá phe đấy. Chưa làm các bạn. Lười, dạo này lười quá. Làm dọc đây. Mà mấy ác này mình có cày đâu mà mình cứ cho nó vào nhỉ. Chả thêm cho vào nữa các bạn. Nhá phụ này nó không cày các bạn. Nó chỉ cần thôi cứ cho nó vào. Nó vãi. Và server mới đấy các bạn, server mới hoàn cảnh nó thế đấy. Hoàn cảnh nó khó khăn như thế đấy. Tí chúng ta còn đi nhiệm vụ cướp tiêu cơ anh ạ. Gọi đang bút này. Chưa được cùng ở ngoài. Áp của Long là ở hết hết binh quỳnh kết như nào đây anh ạ. Đau phèo. Tao phèo. Chỉ 5 triệu này. Đấy. Thật ra là mấy ác phụ này Long chỉ cày lên tái sinh 8 này, lấy cái xác thôi. Chứ Long cũng không cần cày sự kiện anh ạ. Mệt lắm, chả muốn cần. Ok.
trời Minh Giáo vào đấy đâu. Ok. Ok. Chúng ta đã đến chỗ giao tiêu anh em ạ. Đây. Nhận tiêu đã. Trả tiêu. Đây. Nhưng mà bây giờ Long phải về thạch anh ạ. Về thành này anh em ơi, nhận nhiệm vụ đã. Một tí về nhận được không? À, không có nhiệm vụ cướp tiêu anh em ơi, tên vực chiến đạo. Phó bản này là thành nhất tháp ạ, chưa đi. Tứ linh ba phe. Không có nhiệm vụ cấp tiêu. Đây là ác thi lên vực tiên. Còn ác em đi kiếm thì sao nhỉ? Hy vọng là không có nhiệm vụ cấp tiêu. À Quý giáo trận binh có nhiệm vụ cướp tiêu nhỉ? À, Nam đi kiếm có nhiệm vụ cướp tiêu. Đã vậy thì hai bên của cướp của nhau anh ạ. BT. Cả ngày hôm nay có làm gì đâu các bạn, toàn là toàn treo thôi.
chúng ta sẽ cho một ác để đi cướp nhé anh em ơi. Để cho một ác phụ đi cướp. Mười vàng này cướp lâu lắm chứ. Chấp nhận. Chúng ta sẽ đến vận đến chỗ này. Rồi. Bác nhận nhiệm vụ cấp tiêu đã, nhận nhiệm vụ cấp tiêu đã. Tí quên không nhận nhiệm vụ cấp tiêu nhầm. Rồi, ác triệu này có người xin giết anh ạ. Giết thì giết đi. Rồi, chúng ta sẽ đi cướp tiêu anh em ơi. Lâu lắm anh ạ. Rồi, tranh thủ mà ác ấy thì chúng ta đưa đi cướp nhá. Chúng ta cũng đi cướp. À, đợi búp á. Đợi cho họ búp á, xin búp. Lâu lắm đấy anh ạ, không phải đơn giản đâu.
Bây giờ là chúng ta sẽ sang bên quyền kết anh em ơi. Là ngoan phết đấy. Mỗi áp một fan nên nó lâu các bạn. Ví dụ chúng ta tổng hợp dồn áp Minh Giáo mê Thúy Vũ Tiên về fan nó đơn giản. Nhưng mà nó vào nhầm anh ạ. Đáng nhẽ là nó vào bên Quỳnh kết ấy, à bên Hương Khánh hết đấy. Nhưng mà do quá trình nhiều áp quá lại không vào được nữa. Thế là lại phải chia áp ra. Và cái áp Minh Giáo này phải mấy lúc nữa mới về được bên Quỳnh kết. Đấy khổ. Đây giờ ơi. Đấy, các bạn đã quay mãi mới xong rồi các bạn ơi. Gần xong. Đấy. Đàm rất là nhỏ anh ạ. Chuyên niệm bệnh dịch nhé. Đấy. Chung là rất là cùi nhá. Còn Minh Giáo của chúng ta đây. Mãi chưa xong. Và chúng ta nhớ BT nha anh em nhá. BT này. Rồi ok. Ờ, chúng ta đã được tiêu cái tiêu này các bạn này. Đấy. Sau đó về chúng ta về nhận thưởng. Rồi, chúng ta sẽ về. Đấy, áp Minh Giáo của chúng ta chưa xong cơ. Rất là nhiều người vẫn tiêu anh em ạ, nhưng mà không cướp được đâu, bởi vì cướp rất là lâu. Cướp cái tiêu hoàng gia bây giờ là phải cần tập thể anh em ạ. Đấy, cần một cái tập thể. Ôi nó xin giết đi lên.
Nhanh lên nhanh nào. Đi lấy Gami. Bảo nó xin giết để làm nhiệm vụ anh em. Đây đây chị. Long ra BTS phụ anh em ơi. Đây đây đây. Giết đi giết đi. Đây. À không phải bạn này. Đấy, chúng ta sẽ vào BT lại nhá. Không vào được à? Khác trạng thái Mega vãi tè. Nếu mà khác trạng thái với Mega thì anh em phải ra ngoài nhé. Xem ra đây. Nặng ngoằng thế nhỉ. Cũng không vào được. Để thoát ra vào lại nhỉ. Đấy, sau khi mà anh em cướp xong thì anh em phải BT nhé. BT càng nhiều càng tốt. Sau đó anh em trả nhiệm vụ. Đây. Ôi, nắm người vẫn tiêu thế. Hoàn thành này. Nhiệm vụ cướp tiêu. Đấy, chúng ta hoàn thành các bạn. Thế là xong. Đây, Agami kiếm này các bạn này. Bạn đã hoàn thành Shiriki nhiệm vụ cướp tiêu. Đấy. Nói chung là dễ đấy mà. Vận tiêu cướp tiêu thì anh em cứ thêm bên nào. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Có nghĩa là Long xin up video đây. Đây là một số bạn đang vận tiêu. Tí Long sẽ vận tiếp nhưng mà kiểu quay video thì Long chỉ quay một đoạn thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Rồi bây giờ là Long sẽ up video.